giới thiệu về đạo hàm và giá trị cần biết. Thì trước tiên chúng ta nghiên cứu cái định nghĩa. Thì cho hàm số y bằng fx, trong đây xy là các cái biến kinh tế, thì gọi x không là một điểm thuộc tập xác định của hàm số. Chúng ta ký hiệu hàm số mà nó ký hiệu là mi đó, chính là đạo hàm của hàm số y bằng fx trên đây. Thì cái đạo hàm của cái hàm số trên nó gọi là hàm cận biên của hàm y. Và nếu mà chúng ta tính giá trị đạo hàm tại một cái điểm x0 thì cái giá trị này mình ký hiệu là mi x0 hay là f phải x0, nó được gọi là giá trị cận biên của hàm số fx tại điểm x0 hay giá trị y cận biên tại x0. Thì cái ý nghĩa của cái giá trị cận biên đó là tại x0, khi biến số x nó thay đổi một đơn vị thì giá trị của hàm số fx nó thay đổi một lượng xấp xỉ bằng giá trị tuyệt đối của mi x0 đơn vị. Và chúng ta chú ý cái chỗ này, nếu như cái mi x0 này là nó dương thì fx nó sẽ thay đổi cùng chiều với biến x, có nghĩa là lúc này x tăng thì fx nó tăng theo. Còn nếu như cái mi x0 này hay f phải x0 này nó âm thì fx nó sẽ thay đổi ngược chiều với biến x. Và lúc này chúng ta có thể nói là khi x nó tăng thì y tức là fx đó, nó sẽ giảm. Chúng ta xét cái ví dụ, nó cho một cái hàm doanh thu yêu cầu tìm hàm doanh thu biên, tìm doanh thu biên và tìm doanh thu cận biên. Thì cái hàm doanh thu của cái hàm doanh thu biên hay là doanh thu cận biên của hàm doanh thu đó, thì mình gọi là MR. Câu B là nó nói tại Q0 bằng 590, khi Q tăng một đơn vị thì doanh thu nó sẽ thay đổi bao nhiêu đơn vị. Và câu C là yêu cầu tính giá trị doanh thu biên tại Q0 bằng 610 và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được. Thứ nhất là mình tìm hàm doanh thu cận biên. Thì mình biết là cái hàm doanh thu cận biên nó chính là đạo hàm của hàm doanh thu này. Thì ở đây mình có 1200 nhân Q thì đạo hàm nó sẽ ra 1200. Và cái quy bình phương thì đạo hàm bằng 2Q. Nên ở đây mình sẽ có cái hàm doanh thu biên như thế này, là đạo hàm của cái hàm này thì nó ra 1200 trừ cho 2Q. Ở câu B thì theo cái cách hỏi của câu này chúng ta có thể tính như sau. Tính trực tiếp, tức là tại Q0 bằng 590, chúng ta tính cái giá trị doanh thu tại cái Q0 này, tức là giá trị của doanh thu tại 590. Này, tức là chỗ chỗ nào mà nó có quy đó, chúng ta sẽ thay quy bằng 590 vào. Đấy, chẳng hạn chỗ này là 1200 quy thì mình ghi là 1200 quy nhân cho 590 rồi trừ cho 590 bình phương. Như vậy thì cái giá trị của mình nó sẽ là 359.900. Khi mà mình cho cái quy không mà cái quy mà nó tăng từ quy không nó thêm một đơn vị, tức là cái giá trị doanh thu tại quy không cộng một này nó sẽ là giá trị doanh thu tại 591, và mình thấy 591 vô thì nó ra 359.919. Sau đó mình lấy cái giá trị doanh thu tại cái quy không cộng một này trừ cái giá trị doanh thu tại quy không thì nó ra 10 19 đơn vị. Có nghĩa là tại mức sản lượng Q0 bằng 590, nếu mình sản lượng mình tăng thêm một đơn vị thì doanh thu nó sẽ tăng 19 đơn vị. Tuy nhiên khi mà mình học cái công cụ đạo hàm và cái giá trị cận biên rồi đó, thì tại 590 này mình có thể tính giá trị doanh thu cận biên tại 590. Có nghĩa là mình sẽ thay cái Q0 bằng 590 vào cái hàm cận biên và mình tính ra được cái số 20. Thì mình thấy cái số 20 này nó xấp xỉ gần bằng cái số 19. Cho nên ở đây là mình có thể kết luận như thế này. Tại mức sản lượng Q bằng 590, nếu sản lượng tăng thêm một đơn vị thì doanh thu tăng xấp xỉ 20 đơn vị. Tức là nếu mình dùng cái công cụ doanh thu cận biên thì mình sẽ kết luận thêm cái chữ xấp xỉ vô. Còn cái câu C đó, yêu cầu tính giá trị doanh thu nguyên tại Q0 bằng 610. Có nghĩa là mình sẽ thay Q0 bằng 610 vào cái hàm doanh thu biên này.
phạm trên đôi này thay quy khơ quy không bằng bằng 610 vào. Thì ở đây mình thay quy không vào vào cái hàm doanh thu biên, tức là hàm MR tại quy không, tức là MR tại điểm 610 nó sẽ bằng 520. Và mình sẽ thấy cái số này nó âm, cho nên mình sẽ kết luận như thế này: tại mức sản lượng quy không bằng 610, nếu sản lượng nó tăng thêm một đơn vị thì doanh thu giảm sắp xỉ 20 đơn vị.